Xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh YouTube của hệ thống đào tạo thẩm mỹ MGK. Thì cô cũng xin giới thiệu lại là cô là Thảo, đang phụ trách giảng dạy bộ môn phun xăm tại hệ thống đào tạo thẩm mỹ MGK. Thì như những bài trước thì cô cũng giới thiệu cho các bạn về dụng cụ phun xăm cần có những gì để mà mình làm nghề. Thì với series lần này thì cô sẽ giới thiệu cho các bạn về những bước mà mình sẽ chuẩn bị để mình bắt đầu làm một cái sản phẩm về một cái chân mày hoặc là một cái môi hay cái mí trong phun xăm. Thì cũng mong rằng các bạn sẽ nhấn subscribe để mà theo dõi được nhiều video hơn nữa của hệ thống đào tạo thẩm mỹ MGK trên YouTube nhé. Rồi bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho mọi người về những cái bước mà mình quan trọng và cần thiết nhất khi mà mình làm nghề bắt đầu để mà mình bắt đầu về một cái sản phẩm nào đó trong phun xăm. Đầu tiên thì trước khi mà bắt đầu để làm cho khách thì các bạn phải chuẩn bị cho cô đó là bông ẩm và được đựng trong một cái hộp y tế như thế này hay inox y tế như thế này. Thì bông ẩm các bạn phải vắt nước thật là sạch và nó chỉ có ẩm thôi, nó không còn nước ở bên trong bông nha. Rồi tiếp tục đó là mình sẽ chuẩn bị cho cô găng tay, găng tay cao su nha. Rồi tiếp theo nữa đó là chum mực. Thì chum mực nó có rất là nhiều size, đó là size nhỏ, size lớn. Thì dựa vào cái chân mày hoặc là cái môi của khách nó dày hay nó mỏng mà mình sẽ quyết định là mình dùng chum mực nào, size như thế nào. Thì đây cô cho là size nhỏ đi ha. Thì bên cạnh cái chum mực thì mình cũng sẽ có cái đế mực như thế này ha, để mà mình để chum mực vào nó không bị đổ tháo làm bẩn cái vị trí làm việc của mình đấy. Tiếp theo là mình sẽ chuẩn bị cho cô đó là Vaseline. Vaseline luôn cần thiết để mà mình sử dụng khi mà cái quá trình làm cho khách nó bị dơ, hoặc là mình cần Vaseline để tạo độ ẩm cho cái sản phẩm của mình dễ đi hơn. Tiếp theo đó là mình sẽ có cái ủ tê như thế này. Thì cái này nó có nhiệm vụ, thì như series trước cũng có nói là cái này nó sẽ có nhiệm vụ là ủ tê và nó sẽ không cho cái hơi tê bay ra ngoài. Tiếp theo nữa đó là tăm bông. Cái tăm bông này thì mình có thể mua tăm bông nhỏ cũng được, tăm bông dành để mà mình lấy tê đó. Hoặc là mình không mua tăm bông đó thì mình có thể mua tăm bông này để mà mình sử dụng là chùi đi những cái mực mà mình không mong muốn, và mình lấy lượng tê để đưa vào môi hoặc chân mày cho khách. Rồi sau những cái dụng cụ này cần có thì tiếp theo đó là mình sẽ liên quan tới những cái dụng cụ về vẽ. Thì vẽ thì nó sẽ có là vẽ chân mày và vẽ môi cũng như là vẽ mí. Thì cô sẽ chia sẻ cho mọi người là mình sẽ cần gì để mình vẽ một cặp chân mày. Thì đầu tiên thì mình sẽ có đó là một cái chì vẽ. Tiếp theo đó là mình sẽ có một cuộn chỉ. Tiếp theo nữa đó là che khuyết điểm và một cây cọ tém như thế này để tém chân mày nha. Rồi nếu như là sản phẩm đó mình đang là phun thì mình sẽ cần có một cái máy phun như thế này, kèm theo đó đó là ngòi và kim nhé. Thì kim của mình nó là thông dụng nhất, đó là kim 1 và kim 3 để tạo ra sản phẩm có hiệu ứng tốt nhất. Và cô sẽ sử dụng kim 3 của dòng kim có cái tên màu xanh ở phía sau này, có nghĩa nó sẽ có hai màu, là màu xanh lá cây và màu xanh blue, màu xanh da trời đó. Thì cái xanh lá cây nó sẽ mảnh hơn, còn cái xanh da trời thì nó sẽ hơi bự một chút xíu, nên cô sẽ chọn cái kim mảnh này đấy, để cho cái hiệu ứng sản phẩm cô được đẹp. Đó là phần về chân mày. Thì bên cạnh cái phun thì chúng ta sẽ có cái khắc. Thì nếu như là khắc thì chúng ta sẽ cần có dao và cán khắc như thế này.
một cái thước điện tử, hoặc là chúng ta cũng có thể tìm mua những dòng thước nhựa cũng được, không sao hết, vì nó vẫn là đo độ dài và kích thước cho tỷ lệ cho chân mày nha. Kèm theo đó nữa là mình sẽ có bút định hình. Nếu như là điêu khắc thì chúng ta phải định hình lại được cái khuôn để cái khuôn mình không bị mất, và chúng ta sẽ thấy rõ hơn là để mình đi nó không có bị mất dáng của mình nha. Tiếp theo là cô bước cuối cùng cô muốn giới thiệu, đó là về mực. Cái cuối cùng thì nếu như là chân mày về phun thì chúng ta sẽ có mực phun như thế này, và nó có những cái tông màu như là tông màu nâu hoặc là nâu đậm, thì tùy thuộc vào cái sở thích và cái màu da của khách mà chúng ta sẽ chọn màu mực đấy. Thêm cái nữa đó là mực điêu khắc. Thì nếu như là mình sản phẩm mình sẽ làm là điêu khắc thì chúng ta sẽ chọn mực là riêng về điêu khắc thôi. Thì nó cũng sẽ chia ra nhiều tông màu, đó là tông màu nâu đen, tông màu nâu đậm, rất là nhiều. Thì chúng ta sẽ sử dụng tông màu nâu đậm là chuẩn nhất nha. Thì bên cạnh mực mày và mực môi của khắc và phun thì chúng ta cũng sẽ liên quan tới màu mực môi. Nếu như mà sản phẩm của chúng ta là môi thì màu của chúng ta sẽ lựa chọn rất là phong phú, từ màu nhẹ cho đến màu đậm, và chúng ta có thể mix lại dựa trên làn da của khách cũng như là sở thích của khách, là thích màu cam hay là ánh hồng, thì chúng ta sẽ dựa vào đó để mà mix màu. Khi mà quá trình làm thì sẽ không thể nào thiếu cái bước đó là phần tê. Thì bên cô sẽ đưa ra cho mọi người thấy đó là có hai loại tê sẽ kết hợp cùng nhau trong quá trình làm, đó là tê chính và tê hỗ trợ. Thì tê chính của cô thì cô vẫn sử dụng cái dòng KTX này, hoặc là mọi người có thể sử dụng tê kem, tất cả những cái loại tê đều được, và miễn sao là cái nồng độ tê nó cho phép và phù hợp để mình sử dụng trên khách hàng. Trong quá trình làm thì khoảng tầm một khoảng thời gian thì khi tê nó đã hết thì khách hàng có thể sẽ đau, thì chúng ta sẽ dùng tê trợ. Thì cô sẽ dùng tóc 45 là sản phẩm cô cảm thấy ưng ý nhất và trợ tê tốt nhất và giảm sưng giảm bầm cho khách trong quá trình làm. Thì đây là tê trợ. Thì tất cả những sản phẩm và những cái dụng cụ chuẩn bị trước cho một sản phẩm khi mà khách vào là nó bao gồm những bước như thế này, thì cô hy vọng rằng là trong quá trình mình làm mình sẽ không bị phân vân, không bị hoang mang khi mà mình không có biết phải chuẩn bị bao nhiêu, những dụng cụ đủ như thế nào. Thì cũng mong rằng các em sẽ có được nhiều kiến thức và nhấn subscribe để theo dõi nhiều nhiều video hơn nữa của MGK, hệ thống đào tạo MGK nha. Thì cô cảm ơn và cô chào các em.